Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong nghĩa bất kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, hoàn toàn như lai nghe nhầm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già, quyển 5, phẩm 4 Phật tâm. Bây giờ Đức Phật bảo thánh giả Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, ta nay vì ông nói về tu hành sai biệt của ý sinh thân. Này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin nghe nhận. Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, có 3 loại ý sinh thân, dĩ nhiên là 3. 1. Ý sinh thân đạt niềm vui tam ma bạc đề. 2. Ý sinh thân như thật biết rõ tướng các pháp. Và 3 là ý sinh thân chủng loại sinh không tạo tác hạnh. Bồ Tát từ sơ địa tu hành như thật sẽ đạt được thượng thượng địa chứng tướng trí. Này Đại Tuệ, Đại Bồ Tát đạt được ý sinh thân tam muội an lạc tam ma bạc đề là gì? Nghĩa là trong địa thứ 3, thứ 4, thứ 5 tự tâm tịch tỉnh tu hành vô số hạnh, sống tâm biển cả, chuyển tướng thức thành niềm vui tam ma bạc đề, gọi là ý thức sinh. Do thấy cảnh giới tự tâm nên biết như thật tướng có không. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng ý sinh thân. Này Đại Tuệ, ý sinh thân hiểu biết như thật các pháp tướng là gì? Nghĩa là Đại Bồ Tát ở trong địa thứ 8 quan sát hiểu rõ, đạt được các pháp vô tướng, pháp như huyễn đều không vướng mắc, thân tâm chuyển biến đạt được tam muội như huyễn và vô lượng pháp môn an lạc tam ma bạc đề các vô lượng tướng lực thần thông tự tại hoa báu trang nghiêm tự tại như ý, giống như huyễn mộng trang trong nước hình tượng trong gương, chẳng phải bốn đại sinh ra mà tương tự tướng bốn đại, đầy đủ pháp phần, đủ thân phần, tất cả sự tu hành đều được tự tại như ý, tự thuận nhập vào đại chúng của các cõi đức chư Phật. Này Đại Tuệ, đó gọi là ý sinh thân biết rõ như thật về tướng các pháp. Này Đại Tuệ, chủng loại sinh vô tác hạnh ý sinh thân là gì? Nghĩa là tự thân nội chứng tất cả các pháp an lạc như thật của tướng an lạc tướng pháp. Này Đại Tuệ, đó gọi là chủng loại sinh do tác hành ý sinh thân. Này Đại Tuệ, đối với ba loại thân tướng đó ông nên quan sát biết rõ. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ: Thừa ta chẳng đại thừa, không nói chẳng văn tự, không giải thoát không đế, chẳng phải không cảnh giới. Nhưng đối với đại thừa, tự tại tam ma đề đủ loại ý sinh thân, hoa tự tại trang nghiêm. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch Bạch Thế Tôn: Như Đức Thế Tôn nói, thiện nam thiện nữ tạo lập năm nghiệp vô gián. Và Thế Tôn, những gì là năm nghiệp vô gián mà thiện nam thiện nữ tạo lập năm nghiệp vô gián đều nhập vào vô gián. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và ghi nhận. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Năm vô gián, một giết mẹ, hai giết cha, ba giết A-la-hán, bốn phá hợp tăng, năm ác tâm làm tập vật chạy máu. Này Đại Tuệ, mẹ của chúng sinh là gì? Nghĩa là lại thọ đời sau, ham thích sinh ra như duyên vào mẹ lập nên. Này Đại Tuệ, cha là gì? Nghĩa là cho mình là cha, sinh ra sự nhóm họp của sáu nhập. Này Đại Tuệ, đoạn trừ hai thứ căn bản có khả năng sinh khởi đó thì gọi là giết mẹ cha. Này Đại Tuệ, giết A-la-hán là gì? Nghĩa là các sử các loài chuột bị trúng độc nhổ đi các sử quán căn bản nên chẳng sinh ra. Này Đại Tuệ, đó gọi là giết A-la-hán. Này Đại Tuệ, phá hợp tăng là gì? Nghĩa là tướng khác nhau của năm ống hợp tích tụ mà đoạn trừ hết thì gọi là phá tăng. Này Đại Tuệ, tâm ác làm theo vật chạy máu là gì? Nghĩa là thấy tự tướng đồng tướng là tướng bên ngoài tự tâm thân tám thức nương vào vô lậu ba cội giải thoát, đoạn trừ đốt ráo Phật tám thức thì gọi là ác tâm làm thân Phật chạy máu. Này Đại Tuệ, đó gọi là năm loại vô gián trong thân, thì nam thì nữ nào tu theo vô gián này được gọi là người vô gián. Người vô gián gọi là chứng đắc pháp như thật. Lại nữa, này Đại Tuệ, tại vì các ông nói năm tướng vô gián bên ngoài, các Bồ Tát nghe nghĩa đó rồi ở đời Vị Lai chẳng sinh tâm nghi ngờ. Này Đại Tuệ, năm vô gián bên ngoài là gì? Nghĩa là giết cha, mẹ, A-la-hán, phá hợp tăng,
ở Phật dạy máu, người tạo lập vô giá này thì ở trong ba cửa giải thoát chạy thể cho đất, mỗi một cửa giải thoát nào chỉ trừ nước vào lực giác ngộ Như Lai, thần lực của Như Lai Bồ Tát thanh văn ứng hóa với năm hạng người có tội mà sẽ với tâm nghi ngờ, rồi từ tâm nghi ngờ này khi sinh ra thiện căn về người có tội đó thì hiện ứng hóa và giảng nói: này đại tuệ, nếu người phạm đến vụ vô giác thì hoàn toàn chỉ được chứng đắc đạo phần, rồi những ai thấy tự tâm chỉ là hư vọng, lìa khỏi chỗ nương trụ và của cải của thân, phân biệt thấy tướng của ngã và vô và ngã sở, ở trong vô lượng vô biên kiếp gặp được thiện trí thức, thân ở cõi khác thì lìa khỏi chỗ lỗi thấy của tự tâm hư vọng. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa là nói kệ: tham ái gọi là mẹ, cho minh tức là cha, thức liễu cảnh là Phật, các sử là La Hán, ấm nhóm hợp là tăng, vô gián nối nhau đoạn, nghiệp vô gián lại không được chân như vô gián. Bây giờ thánh giả đại tuệ lại bạch: bạch Thế Tôn, nguyện xin vì con nói tướng tri giác của các đức Như Lai. Đức Phật bảo thánh giả đại Bồ Tát đại tuệ: này đại tuệ, biết như thật nhân vô ngã, pháp vô ngã, có thể biết rõ như thật hai chướng, sẽ lìa hai thứ phiền não, đó gọi là tri giác như thật của Như Lai. Thành văn, Đức Thế Phật đạt được pháp này thì cũng gọi là Phật. Này đại tuệ, cái nhân duyên này nên ta nói nhất thường. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: biết rõ hai vô ngã, hai chướng, hai phiền não, biến hóa chẳng nghĩ bàn, gọi là tri giác Phật. Bây giờ thánh giả Bồ Tát đại tuệ lại bạch: bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn ở trong đại chúng nói lời như vậy? Ta là tất cả Phật quá khứ và nói vô số kinh bản sinh. Bây giờ ta là vô đẳng sinh, voi lớn 6 ngàn, chim anh vũ, tiên nhân tỳ gia đa, vô trời đế thích Bồ Tát thị nhãn. Như vậy trong 100 ngàn kinh đều nói bản sinh. Đức Phật bảo thánh giả đại Bồ Tát đại tuệ: này đại tuệ, nương theo 4 thứ bình đẳng, Như Lai ứng chỉ biến tri ở trong đại chúng sẽ lên lời như vậy. Vào lúc ấy ta làm Phật Câu Lô Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, những gì là 4 1 từ bình đẳng, 2 ngữ bình đẳng, 3 pháp bình đẳng và 4 thân bình đẳng. Này đại tuệ, đưa vào 4 pháp bình đẳng này, các Đức Phật Như Lai ở trong chúng nói lời như vậy. Này đại tuệ, từ bình đẳng là gì, nghĩa là những chữ gì mà Phật quá khứ gọi Phật thì ta đồng với chữ đó cũng gọi là Phật, chẳng vượt qua đó, chẳng vượt qua chữ đó, và cùng với chữ đó ngang bằng không sai khác. Này đại tuệ, đó gọi là từ bình đẳng. Này đại tuệ, ngôn ngữ chư Phật chẳng bình đẳng là gì, nghĩa là ngôn ngữ nói pháp của chư Phật quá khứ có 64 loại phạm thanh cực hay, thì ta cũng có 64 loại ngôn ngữ nói pháp bằng phạm thanh vi diệu. Này đại tuệ, các Đức Phật vị lai cũng dùng ngôn ngữ nói pháp bằng 64 phạm thanh vi diệu, không thêm không bớt, chẳng khác chẳng sai biệt tiếng phạm vi diệu như tiếng ca lăng tần già. Này đại tuệ, đó gọi là ngôn ngữ bình đẳng của các Đức Phật. Này đại tuệ, thân bình đẳng của chư Phật là gì? Này đại tuệ, pháp thân sắc thân của ta và chư Phật cũng tốt trang nghiêm không khác, không sai biệt, tùy việc đương theo. Những chúng sinh đáng hóa độ, những chúng sinh kia ở khắp nơi nên chư Phật Như Lai thì vô số thân để độ họ. Này đại tuệ, đó gọi là thân bình đẳng của chư Phật. Này đại tuệ, sao là pháp bình đẳng của chư Phật? Nghĩa là chư Phật đó và ta đều đạt được 37 pháp phần Bồ Đề, 10 lực 4 vô ý. Này đại tuệ, đó gọi là pháp bình đẳng của chư Phật. Này đại tuệ, nương vào 4 pháp bình đẳng này nên Như Lai ở trong đại chúng nói lời như vậy: ta là vô đẳng sanh đời quá khứ. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa là nói kệ: Ca Diếp, Câu Lô Tôn, Câu Na Hàm là ta nói các Phật tử những 4 pháp bình đẳng. Bồ Tát đại tuệ lại bạch: bạch Thế Tôn, Đức Như Lai nói rằng đêm đó ta chứng đại Bồ Đề tâm, đêm đó ta vào Bát Niết Bàn, trong khoảng thời gian đó ta chẳng nói một chữ Phật, nói là chẳng phải nói. Đức Thế Tôn nương vào những gì mà nói lời như vậy, lời nói của Phật chẳng phải lời nói. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ: này đại tuệ, Như Lai nương vào 2 pháp mà nói lời như vậy, những gì là 2 để ta nói như vậy? 1, nương vào pháp tượng thân chiếu đất, và 2 là nương vào pháp bản trụ. Ta nương vào 2 pháp này mà nói lời như vậy. Này đại tuệ, thế nào là nương vào pháp tượng thân chiếu đất? Là pháp chiếu đất của các đức Phật Như Lai quá khứ kia, ta cũng chứng được như vậy, chẳng thêm chẳng bớt. Từ thân chứng đắc các hạnh cảnh giới, và khỏi tướng ngôn ngữ phân biệt, lìa khỏi 2 loại văn. Là đại tuệ, pháp bản trụ là gì? Là đại tuệ, nghĩa là đường bản hạnh bằng phẳng như có các báu vàng bạc trân châu ở chỗ đó. Là đại tuệ, đó gọi là pháp tánh bản trụ xứ.
Nay đại tuệ các đức Phật Như Lai ra đời, chẳng ra đời, thì pháp tánh, pháp giới, pháp trụ, pháp tướng, pháp chứng vẫn thường trụ như đường đi vốn có của ngôi thành. Này đại tuệ, ví dụ có người đi trong vùng hoang vắng, thì hướng đi về ngôi thành của con đường ngay bằng phẳng liền theo đó vào thành. Và ngôi thành đó rồi nhận được mọi niềm vui, tạo tác đủ chướng nghiệp. Này đại tuệ, ý ông thế nào? Việc làm trước của người đó chính là con đường theo vào thành sau, tức là tạo vô số sự trong nghiêm sau. Bồ Tát đại tuệ bạch: chẳng phải vậy bạch Thế Tôn. Này đại tuệ, ta và tất cả chư Phật quá khứ thì pháp tánh, pháp giới, pháp trụ, pháp tướng, pháp chứng thường trụ cũng lại như vậy. Này đại tuệ, ta nương vào ý nghĩa này mà ở trong đại chúng nó lên như vậy. Ta đêm nào đạt được đại bồ đề, đêm nào phá bát niết bàn, khoảng giữa hai đêm này ta chẳng nói một chữ, cũng chẳng đã nói, sẽ nói và hiểu nói. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa là nói kệ: ta đêm nào thành đạo, đêm nào bát niết bàn, khoảng giữa hai đêm ấy ta không nói lời nào. Nội thân chứng pháp tánh, ta nương lời như vậy, ta và mười phương Phật các pháp không sai biệt. Bây giờ Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại thỉnh Đức Phật: nguyện xin Đức Thế Tôn nói về tướng có không của tất cả pháp, khi cho con và đại chúng Bồ Tát khác khi được nghe rồi liệt khỏi tướng có không, mau thành tựu được vô thượng chánh đại chánh giác. Đức Phật bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe ta sẽ vì ông giải nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, người thế gian đa phần rơi vào hai kiến chấp. Những gì là hai kiến chấp? Một, thấy có; hai, thấy không. Do thấy có các pháp, thấy các pháp chẳng phải pháp cứu cánh mà sinh ra tưởng cứu cánh. Này Đại Tuệ, sao thế gian lại rơi vào chấp có? Nghĩa là do nhân duyên thật có mà sinh ra các pháp, chẳng phải chẳng thật có. Pháp thật có sinh ra, chẳng phải không có pháp sinh ra. Này Đại Tuệ, người thế gian nói như vậy đó gọi là nói không nhân không duyên, và bài bán thế gian không nhân không duyên mà sinh ra các pháp. Này Đại Tuệ, người thế gian làm sao để vào chấp không? Là nói rằng tham sân si, thật có tham sân si, mình lại nói rằng không tham sân si, phân biệt có không? Này Đại Tuệ, nếu là có người nói lên lời như vậy, không có các pháp do chẳng thấy tướng của các vật. Này Đại Tuệ, nếu lại có người nói lên lời như vậy, thành văn bất chấp Phật không tham không sân không si, rồi lại nói trước đó thì có, hai hạng người này thì người nào hơn, người nào chẳng đúng. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: bạch Thế Tôn, nếu người nói rằng trước có tham sân si, thời gian sau không còn, thì người này chẳng đúng. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay là Đại Tuệ, không hiểu lời ta hỏi. Này Đại Tuệ, chẳng phải chỉ nói trước thật có tham sân si, vì sau nói không giống với về Thế Sư, vậy nên chẳng đúng. Này Đại Tuệ, chẳng phải là chỉ không giống như diệt tất cả pháp của thành văn biết chư Phật, vì sao? Này Đại Tuệ, cho thật không có các pháp trong hay ngoài, nó chẳng phải một chẳng phải khác, do các phiền não chẳng phải một chẳng phải khác vậy. Này Đại Tuệ, pháp tham sân si trong thân chẳng thể nắm bắt được, trong pháp bên ngoài cũng chẳng thể nắm bắt được, không thật thể nên ta chẳng chấp nhận. Này Đại Tuệ, ta chẳng chấp nhận là chẳng chấp nhận có tham sân si, vậy nên người đó diệt pháp của thành văn biết chư Phật. Vì sao? Vì các đức Phật Như Lai biết pháp tịch tỉnh, còn thanh văn duyên giác chẳng thấy pháp, do không có nhân của năng trói buộc và sợ trói buộc. Này Đại Tuệ, nếu có năng trói buộc thì nhất định có sợ trói buộc, nếu có sợ trói buộc thì nhất định có nhân năng trói buộc. Này Đại Tuệ, nói như vậy gọi là diệt các pháp. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng vô pháp. Này Đại Tuệ, ta nương vào nghĩa này và trong kinh khác nói rằng: tha khởi lớn ngại kiến như núi Tu Di mà khởi lên kiêu mạng, chứ chẳng nói rằng các pháp là trống không. Này Đại Tuệ, người tăng thường mạng nói rằng các pháp không có thì chính là diệt các pháp, rơi vào kiến chấp tự tướng đồng tướng, do thấy tự tâm thấy pháp, do thấy vật bên ngoài vô thường, các tướng tấp đổi mỗi một đều sẽ bị, do thấy thể nối tiếp nhau của ấm giới nhập, các nhân duyên tấp đổi mà sinh ra, do tự tâm hư vọng phân biệt. Vậy nên này Đại Tuệ, người này như người này là diệt các Phật pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: hữu vô là nhị biên, đều do cảnh giới tâm. Sơ liền pháp cảnh giới, tâm bình đẳng tịch tỉnh, không chấp pháp cảnh giới, diệt chẳng có chẳng không. Như chân như vốn có chính là cảnh giới thánh, vốn không mà có sinh, đã sinh lại diệt mất, chẳng có cũng không sinh. Chẳng phải lời ta dạy, không ngoài đạo chẳng vào
Không ngã cũng chẳng khác, từ nhân duyên không thành, sao lại cho là có? Nếu nhân duyên không sinh, sao lại nói là không? Khởi pháp luận tà kiến, tuần tượng chắc có không? Nếu biết không hề sinh, còn biết chưa từng diệt, quán đời đều rỗng lặng, họ chẳng chấp có không? Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ là bạch, bạch Thế Tôn, của sinh Đấng Như Lai ứng chánh biến tri, thầy của trời người kiến lập tướng tu hành chánh pháp cho con bạch tất cả hành Bồ Tát, khiến con và tất cả đại Bồ Tát biết rõ tướng tu hành chánh pháp trong mau chóng chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, con đem vào tất cả sự quan sát hư vọng của các ma. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: lành thay là Đại Tuệ, hãy lắng nghe, ta sẽ giải nói cho ông. Bồ Tát Đại Tuệ thưa: lành thay bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, có hai pháp để Đức Phật như là kiến lập tướng tu hành chánh pháp cho các Bồ Tát Tam Văn và Bích Chư Phật, những gì là hai? Một, kiến lập tướng chánh pháp. Hai, giải nói kiến lập tướng chánh pháp. Này Đại Tuệ, thế nào là kiến lập tướng chánh pháp? Nghĩa là tự thân chứng đắc tướng các pháp thù thắng, sơ lìa văn tự ngôn ngữ chương cố, có thể nắm giữ chánh giới vô lậu, chánh đắc các địa tu hành pháp tướng, sơ lìa sự quan sát hư vọng của ngoại đạo và các cảnh giới của ma, hạ phục tất cả ngoại đạo các ma, hiển bày pháp chánh đắc của tự thân như thật vô hạnh. Này Đại Tuệ, đó gọi là tưởng kiến lập tướng chánh pháp. Này Đại Tuệ, thế nào là kiến lập tướng thuyết pháp? Nghĩa là giải nói chính bộ loại giáo pháp, sẽ lìa tướng chấp một khác có không, trước nói phương tiện thiện xảo, vì khiến chúng sinh tự nhập an lạc, và tùy theo chúng sinh có bao nhiêu niềm tin đối với pháp thì giải nói bấy nhiêu pháp. Này Đại Tuệ, ông và các Bồ Tát nên tu học chánh pháp như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa là nói kệ kiến lập pháp nội chúng và nói tướng danh pháp. Nếu phân biệt rõ ràng, chạy theo lời người khác, pháp ngoài đạo thật không như phàm phu phân biệt, nếu các pháp hư vọng vì sao chấp giải thoát, quan sát các hữu vi sinh diệt luôn tương tục, tăng trưởng hai kiến chấp, chẳng thể biết nhân duyên niết bàn, niết bàn lìa khỏi thức. Chỉ một pháp thật này, quán thế gian hư vọng như cây chuối huyễn mộng, tuy có tham sân si không có người tạo tác, tự ái sinh các ấm như huyễn mộng mà có. Bây giờ Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại tỉnh Đức Phật: Bà Thế Tôn, nguyện xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri, vì các Bồ Tát nói về vọng tưởng chẳng thật, vọng tưởng không thật trong pháp là những gì? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông vì yên ổn cho tất cả chúng sinh, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, an vui cho tất cả chúng sinh, thương xót tất cả trời người của thế gian, và thỉnh ta việc này. Này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông giảng nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay Bà Thế Tôn, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, tất cả chúng sinh chấp trước tượng hư vọng chẳng thật, từ kiến chấp nên sinh ra vô số pháp hư vọng, do chấp trước các cảnh giữa hư vọng năng tủ sở thủ, chấp nơi tượng tâm mà sinh ra tượng hư vọng, đưa vào trong bề đảng kiến nhị kiến có không, trong nhóm phi pháp tăng trưởng thành tựu sự huân tập diệt kiến hư vọng của ngoại đạo. Này Đại Tuệ, do chấp giữ những ý những nghĩa hí luận bên ngoài nên khởi lên tâm hư vọng và tâm số pháp giống như bó cỏ, phân biệt pháp ngã và ngã sở. Này Đại Tuệ, do nghĩa này nên sinh ra vọng tưởng chẳng thật. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh chấp trước tượng hư vọng chẳng thật, thì từ kiến chấp đủ thứ pháp hư vọng sinh ra, chấp trước tất cả cảnh giữa hư vọng năng thủ sở thủ, chấp tự tâm sinh ra tượng hư vọng, đưa vào trong bề đảng dị kiến có không, trong nhóm phân biệt tăng trưởng thành tựu sự huân tập dị kiến hư vọng của ngoại đạo, do chấp thủ nghĩa hí luận của ngoại đạo, vọng tưởng chẳng thật mà khởi lên tâm hư vọng và tâm số pháp giống như bó cỏ, chấp giữ ngã và ngã sở. Thì bạch Thế Tôn, như những chúng sinh đó nương vào đủ các cảnh giới đủ loại tướng bên ngoài, rơi vào trong tướng có bề đảng, rơi vào trong tướng không bề đảng, lìa khỏi tướng chấp có không? Bạch Thế Tôn, đệ nhất nghĩa đế cũng là như vậy. Sẽ lìa pháp A Hàm và bậc thánh đã giảng, sẽ lìa các căn, sẽ lìa sự kiến lập ba pháp là tướng, nhân duyên thế dụ. Bạch Thế Tôn, sẽ gọi là một nơi có đủ loại phân biệt chấp trước, đủ loại tự hư vọng sinh ra, vì sao chẳng chấp trước đệ nhất nghĩa đế? Hư vọng phân biệt mà sinh ra phân biệt. Đức Thế Tôn nói pháp như vậy chẳng phải nói bình đẳng mà nói không phân nhân duyên. Vì sao? Vì một nơi sinh, một nơi chẳng sinh vậy. Nếu Thế Tôn nói như vậy thì rơi vào hai bề đảng,
do thấy chấp trước hư vọng phân biệt mà sinh ra phân biệt. Như Thế Tôn nói, như nhà ảo thuật nương vào đủ thứ nhân duyên tạo ra đủ thứ sắc tượng. Do từ tâm Thế Tôn hư vọng phân biệt, do Thế Tôn nói đủ thứ hư vọng hoặc có hoặc không, chẳng thể ngôn thuyết, lìa khỏi phân biệt. Như vậy Như Lai trở vào luận thế gian ở trong nhóm bị đảng tâm tà kiến. Đức Phật nói là đại tuệ ta phân biệt hư vọng, chẳng sinh chẳng diệt. Vì sao mà chẳng sinh ra tướng phân biệt có không, chẳng chấp tất cả có không ở bên ngoài? Này đại tuệ, do thấy tự tâm là thế như thật nên hư vọng phân biệt chẳng sinh chẳng diệt. Này đại tuệ, là nói này của ta chỉ vì hạng phàm phu ngu si mà nói tự tâm phân biệt. Phân biệt đủ thứ tùy theo tâm trước sinh ra, có việc đủ thứ chấp trước tướng có. Vì sao? Vì nếu chẳng nói thì phàm phu ngu si chẳng lìa khỏi sự nhận biết hư vọng của tự tâm, chẳng lìa khỏi chấp trước sự thấy của ngã và ngã sở, chẳng lìa khỏi những lỗi nhân duyên của nhân quả. Hiểu biết như thật hai loại tâm, biết rõ hành tướng của tất cả các địa, biết rõ cảnh giới nội chứng, các hành tự thân của chư Phật, chuyển năm pháp thể, thế tướng phân biệt, nhập vào Như Lai địa. Này đại tuệ, nhân việc này nên ta nói tất cả các chúng sinh chấp trước hư vọng, sinh ra tâm hư vọng, từ tâm phân biệt đủ các nghĩa. Do nghĩa này nên tất cả chúng sinh biết nghĩa như thật mà được giải thoát. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa là nói kệ các nhân và cùng chuyên từ đây sinh thế gian, vọng tưởng chấp bốn cố, chẳng biết lời ta nói. Đời chẳng sinh không có, lìa chẳng sinh có không, sao ngu si phân biệt nương nhân duyên pháp sinh. Nếu hay thấy thế gian có không chẳng có không, chuyển biến tâm hư vọng được pháp chân vô ngã, các pháp vốn chẳng sinh mà nương nhân duyên sinh. Cái duyên tức là quả, từ quả chẳng sinh có, từ quả chẳng sinh quả. Nếu vậy có hai quả, nó đã có hai quả, có được quả trong quả. Niệm sở niệm rồi, quán các pháp hữu vi tới các pháp do tâm, nên ta nói duy tâm, lượng thể và hình tướng, liệt các pháp và duyên, cô cánh có thanh tịnh, ta nói lượng như vậy. Thế đế ta giả gọi, đó thì không thật sự. Cái ấm giả danh chẳng thật pháp. Có bốn bình đẳng là tướng nhân sinh vô ngã, bốn bồ đề như thế là người, là pháp người tu hành. Chuyện tất cả các kiến lìa phân biệt chẳng thấy và chẳng sinh, nên ta nói duy tâm, pháp chẳng có chẳng không, lìa các pháp có không. Như vậy lìa tâm pháp, nên ta nói duy tâm. Phân biệt nương huân tập, chân đế chân như không thật tế, niết bàn và pháp giới, ý thân và thân tâm, nên ta nói duy tâm. Tâm nương các cảnh sinh, chúng sinh thấy ngoại cảnh, nên ta nói duy tâm, được thấy ngoại pháp không. Tâm thấy hết như vậy trụ xứ của cái thân, nên ta nói duy tâm. Bây giờ Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ bạch Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai nói rằng, như lời nói của ta, ông là các Bồ Tát chớ chấp trước nghĩa của âm thanh ngôn ngữ. Bạch Thế Tôn, làm sao Bồ Tát chẳng chấp trước vào nghĩa của ngôn ngữ? Ngôn ngữ là gì? Nghĩa là gì? Đức Phật bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ, hay thay này Đại Tuệ, ta sẽ vì ông nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật bảo, này Đại Tuệ, âm thanh là gì? Nghĩa là nương vào sự huân tập ngôn ngữ, danh tự hòa hợp phân biệt từ vô thủy, nương vào yết hầu, mũi, răng, má, môi, lưỡi hòa hợp chuyển động mà phát ra ngôn ngữ đó để phân biệt các pháp, đó gọi là thanh. Này Đại Tuệ, nghĩa là gì? Là Đại Bồ Tát nương vào văn tư tu lực trí tuệ bậc thánh, ở chỗ yên tĩnh, ngồi một mình để tư duy. Sao gọi là niết bàn? Hướng đến đạo niết bàn là quan sát cảnh giới tu hành nội thân từng địa, mỗi từng chỗ tướng tu hành thù thắng, làm chuyển biến nhân huân tập từ vô thủy đó. Này Đại Tuệ, đó gọi là Bồ Tát khéo hiểu rõ tướng của nghĩa. Là nữa này, Đại Tuệ sẽ gọi là Đại Bồ Tát khéo hiểu rõ nghĩa của ngôn ngữ. Bồ Tát thấy nghĩa của ngôn ngữ và thanh chẳng một chẳng khác, thấy nghĩa ngôn ngữ thanh chẳng một chẳng khác, nó nói rằng ngôn ngữ liền khỏi nghĩa thì chẳng nên do tiếng ngôn ngữ đó mà có được nghĩa, mà nghĩa nương vào ngôn ngữ đó hiểu rõ. Này Đại Tuệ, như nương vào ngọn đèn phân biệt rõ mọi hình sắc. Này Đại Tuệ, ví như có người tắt đèn lên quan sát đủ loại cho bóng, chỗ này như vậy chỗ kia như vậy. Này Đại Tuệ, Bồ Tát nương vào âm thanh ngôn ngữ mà chứng đắc liền khỏi ngôn ngữ, vào được nghĩa tự thân tu hành. Là nữa này Đại Tuệ, tất cả các pháp chẳng sinh chẳng diệt, bản lai tự tánh nhập vào niết bàn. Ba thừa một thừa,
năm tâm pháp, các pháp thể đều đồng, ngôn ngữ thanh nghĩa đương vào mọi duyên mà chấp tướng, đó là hữu vô chấp các pháp, là chắc thật thấy thể của các pháp đều trụ ở tướng khác mà phân biệt tướng khác. Phân biệt như vậy rồi thấy vô số pháp tướng như huyễn, thấy đủ loại phân biệt. Này đại tuệ, với như huyễn có đủ loại khác nhau, phân biệt pháp phân biệt khác nhau, chẳng phải là sự thấy của thánh nhân mà là sự thấy của phàm phu. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ phân biệt ngôn ngữ thanh kiến lập nên các pháp, do kiến lập như vậy nên rơi các đường ác trong năm ấm vô ngã. Trong ngã không năm ấm, chẳng như vọng tưởng đó, cũng chẳng phải là không. Phàm phu vọng phân biệt thấy các pháp có thật, nếu nhận thức như trên tất cả nên thấy chân. Tất cả pháp nếu không nhiễm tịnh cũng là không, thế đó không như vậy chẳng phải không thật có. Lời nữa này đại tuệ, tới nay vì ông nói tướng của trí thức, ông và các đại bồ tát nên biết rõ tướng của trí thức đó và như thật tu hành tướng trí thức để mau chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay đại tuệ, có ba loại trí, những gì là ba? Một, thế gian trí; hai, xuất thế gian trí; và ba là xuất thế gian thường thường trí. Ở này đại tuệ, thức là tướng sinh diệt, trí là tướng chẳng sinh diệt. Lại nữa này đại tuệ, thức là rơi vào tướng có không, tướng có tướng không, rơi vào đủ loại nhân của tướng có tướng không đó. Này đại tuệ, tướng trí là sẽ lìa tướng có tướng không, tướng nhân có không gọi là tướng trí. Lại nữa này đại tuệ, tập hợp các pháp thì gọi là tướng của thức, chẳng tập hợp các pháp thì gọi là tướng của trí. Này đại tuệ, tướng trí có ba loại, như vậy là ba: một, quan sát tự tướng đồng tướng; hai, quan sát tướng sinh tướng diệt; ba, quan sát tướng chẳng sinh chẳng diệt. Này đại tuệ, thế gian trí là gì? Là những ngoại đạo người phàm phu tu trước tất cả các pháp có không, đó gọi là tướng của thế gian trí. Này đại tuệ, thế gian xuất thế gian trí là gì? Là tất cả những thanh văn duyên giác hư vọng phân biệt tự tướng đồng tướng, đó gọi là xuất thế gian trí. Này đại tuệ, xuất thế gian thường thượng trí là gì? Là Phật Như Lai đại Bồ Tát quan sát tất cả các pháp tịch tỉnh chẳng sinh chẳng diệt, đạt được Như Lai địa chứng pháp vô ngã, liệt khỏi hai kiến bệ đảng có không kia. Là nữa này đại tuệ, sẽ dạy nói trí là không có tướng chướng ngại, thức là nhận biết những tướng cảnh giới đó. Lại nữa này đại tuệ, tức là họ hợp khởi lên sự tạo tác và đối tượng tạo tác gọi là tướng của thức, không chướng ngại pháp tương ứng thì gọi là tướng của trí. Lại nữa này đại tuệ, tướng không thể nắm bắt gọi là trí, do cảnh giới tu hành tự thân chứng được thánh trí, vào ra nơi các pháp như trăng trong nước, đó gọi là tướng trí, trí tướng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ tức chứa nhóm các nghiệp trí phân biệt rõ ràng, tuệ hay được vô tướng và cảnh diệu trang nghiêm, thất vị cảnh giới buộc trí biết rõ các cảnh vô tướng và thánh cảnh là trú xứ tuệ không. Tâm ý và ý thức thường xa lìa các tướng thanh văn phân biệt pháp, chẳng phải để tự ta tề tỉnh tinh tấn nhẫn trí Như Lai thanh tịnh sinh ra trí thiện tánh, xa lìa các tạo tác. Ta có ba loại tuệ đương đó được thánh danh, đối tượng kia phân biệt có thể nghe có không, liệt khỏi hành nghị thừa, tuệ liệt khỏi cảnh giới chấp giữ tượng có không từ các thanh văn sinh, hiểu được chỉ là tâm tướng trí tuệ sạch trong. Lần nữa này đại tuệ, các ngoại đạo có chín loại thấy chuyển biến, những gì là chín? Một, hình tướng chuyển biến; hai, tướng chuyển biến; ba, nhân chuyển biến; bốn, tương ứng chuyển biến; năm, thấy chuyển biến; sáu, vật chuyển biến; bảy, duyên lưỡng biệt chuyển biến; tám, tác pháp lưỡng biệt chuyển biến; chín, sinh chuyển biến. Này đại tuệ, đó gọi là chín loại thấy chuyển biến. Nương theo thấy chín loại thấy chuyển biến này mà tất cả ngoại đạo cho rằng chuyển biến từ có không sinh ra. Này đại tuệ, hình tướng chuyển biến của ngoại đạo là gì? Này đại tuệ, với như dùng vàng làm đại vật dụng trang sức như vòng xuyến chuỗi ngọc, đủ loại khác nhau hình tướng thứ khác, nhưng thể của vàng chẳng biến đổi. Tất cả ngoại đạo phân biệt sự chuyển biến hình tướng của các pháp cũng là như vậy. Này đại tuệ, là có ngoại đạo phân biệt các pháp đương vào nhân chuyển biến. Này đại tuệ, mà các pháp kia cũng chẳng phải như vậy, chẳng phải chẳng như vậy do đương vào phân biệt. Này đại tuệ, như vậy tất cả chuyển biến cũng vậy. Ông nên biết với như sữa, sữa đặc, rượu, trái cây, khi chín rồi thì từng thứ một chuyển biến. Tất cả ngoại đạo phân biệt chuyển biến cũng là như vậy, mà pháp không thật do chuyển biến, do tự tâm thấy có không
rồi chấp chịu phân biệt có không vậy. Nay đại tuệ tất cả phàm phu cũng là như vậy, do nương vào từ tâm phân biệt mà sinh ra tất cả các pháp. Nay đại tuệ không có pháp sinh ra, không có pháp chuyển biến, như huyễn, như trong giấc mộng thì các hình sắc sự việc, ví như trong giấc mộng thì tất cả việc con của thịt nữ sinh ra và chết đi. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, khi hình tướng chuyển biến, bốn đại chủng các căn trung ấm và nắm giữ, chấp vậy chẳng phải trí, nhân duyên sinh thế gian, thật chẳng Phật chẳng nói như vậy, nhân duyên tức thế gian, như thành càng tất bà. Bây giờ Bồ Tát Đại, là Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch, bạch Thế Tôn, nguyện xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri, giả nói rõ tướng của tất cả các pháp nối tiếp hay chẳng nối tiếp nhau. Nguyện xin đấng tiện thệ, giả nói tướng của tất cả pháp nối tiếp hay chẳng nối tiếp nhau, khiến con và tất cả chúng các chúng Bồ Tát hiểu rõ tướng của các pháp nối tiếp hay chẳng nối tiếp nhau. Phương tiện khéo léo biết rồi chẳng rơi vào sự chấp trước, tướng của các pháp là nối tiếp hay chẳng nối tiếp. Nếu khỏi lời nói văn tự vọng tưởng của tất cả pháp nối tiếp hay chẳng nối tiếp, rồi thì được diệu lực thần thông tự tại để khắp trong đại chúng của tất cả cõi nước chư Phật ở mười phương pháp môn Đà La Ni phán chứng ấn ấn để ấn chứng mười tận cú khéo chuyển đại chuyển đủ loại ánh sáng biến hóa chiếu sáng, ví như bốn mặt trời mặt trăng lớn ngọc mani tự nhiên hiện ra. Chúng sinh thọ dụng sẽ lìa các cõi, chỉ tự tâm thấy tướng phân biệt hiện ra tất cả các pháp như huyễn như mộng hiện bày vào nương tựa địa của chư Phật. Đối với cõi chúng sinh thì tùy theo sự ứng hợp của họ mà vì họ nói pháp ủng hộ khiến cho họ hiểu rõ tất cả các pháp như huyễn như mộng, để khỏi tất cả bị đảng có không sinh diệt vọng tưởng. Khác với lời nói ý nghĩa chuyển thân từ tài sinh đến cõi thù thắng, Đức Phật bà thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ hay thay hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe ta sẽ vì ông giải nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, hay thay bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, tướng tương tục chẳng tương tục của tất cả các pháp, nghĩa là như thanh văn chấp trước nghĩa tương tục, tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, có không chấp trước tương tục, phân biệt sinh ra chẳng sinh chấp trước tương tục, phân biệt diệt chẳng diệt chấp trước tương tục, phân biệt thừa chẳng phải thừa chấp trước tương tục, phân biệt hữu vi vô vi chấp trước tương tục, phân biệt địa tướng của địa chấp trước tương tục, phân biệt tự phân biệt chấp trước tướng tương tục, phân biệt có không và bề đảng ngoại đạo chấp trước tương tục. Này Đại Tuệ, như vậy phàm phu ngu si có vô lượng tâm phân biệt tương tục khác nhau, rồi nương vào sự tương tục mà ngu si phân biệt như con tầm làm kéo, họ nương vào cái thấy của tâm mà phân biệt tương tục mãi, ưa hòa hợp từ ràng buộc và ràng buộc người khác chấp trước có không hòa hợp tương tục. Này Đại Tuệ, nhưng không có tương tục, không có tướng tương tục, phải thấy các pháp tịch tỉnh. Này Đại Tuệ, cho các vị Bồ Tát thấy tất cả pháp không có tướng phân biệt nên gọi là thấy pháp môn tịch tỉnh của tất cả Bồ Tát. Lại nữa, này Đại Tuệ, có thể biết như thật tất cả pháp bên ngoài liệu họ có không, thì biết như thật tự tâm thấy tướng do thể nhập được tướng tự tâm vô tướng. Này Đại Tuệ, cho thấy và phân biệt các việc pháp có không nên gọi là tương tục, cho thấy các pháp tịch tỉnh nên gọi là không tương tục, không có tướng tương tục, không tương tục các pháp tướng. Này Đại Tuệ, không trói không mở, cho rơi vào nhị kiến nên tự tâm phân biệt có trói có mở, vì sao mà chẳng thể biết các pháp có không. Lại nữa, này Đại Tuệ, phàm phu ngu si có ba loại tương tục, nghĩa như là ba là tham sân si và ưa thích sinh. Do những tương tục này nó có đời sống và sống. Này Đại Tuệ, tương tục là chúng sinh nối tiếp nhau, sinh ra ở năm đường. Này Đại Tuệ, các đối sự tương tục thì không nối tiếp nhau, không có tướng tương tục. Là nữa, này Đại Tuệ, chấp trước nhân duyên tương tục nên sinh ra ba cõi, do các thức đắp đổi nối tiếp nhau chạy gián đoạn, như thế ba cửa giải thoát là chuyển biến diệt trừ nhân và thức chấp trước ba cõi, đó gọi là đoạn tương tục. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, chẳng thật vọng phân biệt gọi là tướng tương tục, biết như thật đó rồi các đức lưới tương tục nếu chấp tiếng là thật, từ buộc như kiến tầm, từ tâm vọng tưởng buộc phàm phu chẳng thể biết. Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói thì do những gì mà tâm phân biệt, phân biệt những pháp gì
mà những pháp đó không có thể tướng như vậy. Như vậy đó chỉ là tự tâm phân biệt. Và Thế Tôn, nếu chỉ tự tâm phân biệt chẳng phải tướng pháp đó. Tuy nhiên Thế Tôn nói tất cả các pháp đều đang không có nhiễm hay tịnh. Vì sao? Vì như Đức Thích La nói rằng tất cả các pháp do vọng phân biệt mà thấy không có thật thể. Đức Phật và Bồ Tát Đại Tuệ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói là Đại Tuệ, nhưng tất cả những phần phu ngu sẽ phân biệt các pháp mà các pháp đó không có tướng như vậy, chỉ hư vọng phân biệt cho là thật có. Này Đại Tuệ, đó chính là phần phu hư vọng phân biệt đại tướng các pháp, hư vọng mà biết chẳng phải thấy như thật. Này Đại Tuệ, như thánh nhân biết tánh tướng tự thể của tất cả các pháp, đưa vào trí thánh nhân, đưa vào sự thấy của thánh nhân, đưa vào tuệ nhãn của thánh nhân và biết đúng như sự thật, như thật tự thể của các pháp. Bồ Tát Đại Tuệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Thế Tôn mà các thánh nhân đưa vào thánh trí, đưa vào thánh kiến, đi vào thánh tuệ nhãn, chẳng phải nhục nhãn thiên nhãn mà biết rõ thể tướng của tất cả các pháp không có tướng như vậy, chẳng phải như phàm phu hư vọng phân biệt. Và Thế Tôn, làm sao phàm phu ngu si chuyển tướng hư vọng? Đức Phật nói, này Đại Tuệ, có thể biết chư thật về cảnh giới thánh nhân mà chuyển sự nhận thức hư vọng. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, bạch Thế Tôn, phàm phu ngu si đó chẳng phải kiến chấp điên đảo, chẳng phải chẳng kiến chấp điên đảo. Vì sao vậy? Vì do chẳng thể thấy pháp thể như thật của cảnh giới thánh nhân, do thấy tướng chuyển biến có không vậy. Mà Thế Tôn, tất cả thánh nhân cũng có phân biệt tất cả những việc không tướng như vậy, do tự tâm thấy tướng cảnh giới. Bà Thế Tôn, những thánh nhân đó thấy có pháp thể phân biệt pháp tướng. Như Thế Tôn chẳng nói có nhân, chẳng nói không nhân. Vì sao bị rơi vào pháp vào có pháp tướng? Còn người khác thấy cảnh chẳng thấy như vậy. Bà Thế Tôn nói như vậy thì có lỗi vô cùng. Vì sao? Vì do chẳng biết rõ pháp tướng vốn không có tướng tự thể. Bà Thế Tôn, chẳng phải nhân phân biệt có tướng pháp thể mà có các pháp. Bà Thế Tôn, điều đó làm sao phân biệt? Chẳng nên phân biệt điều đó như vậy, hay nên phân biệt như vậy? Bà Thế Tôn, tướng phân biệt khác với tướng, tướng tự thể khác với tướng. Bà Thế Tôn, mà hai nhân đó chẳng tương tự, phân biệt các loại thể tướng của pháp khác nhau, thì làm sao phàm phu phân biệt như vậy mà nhân này chẳng thành đúng như điều đã thấy? Thế Tôn nói rằng, ta vì muốn đoạn trừ tâm hư vọng phân biệt của tất cả các chúng sinh, đó là như vậy thì như phàm phu kia hư vọng phân biệt không có pháp như vậy. Mà Thế Tôn, vì sao ngăn sự thấy có không của các chúng sinh mà chấp trước cảnh giới thật pháp thánh trí? Mà Thế Tôn, là khiến cho tất cả chúng sinh rơi vào chỗ vô kiến. Vì sao vậy? Nói các pháp tịch tỉnh không tướng, như vậy pháp thể thánh trí là vô tướng. Đức Phật nói, là Đại Tuệ, ta chẳng nói rằng tất cả các pháp tịch tỉnh vô tướng, cũng chẳng nói rằng các pháp đều không, cũng chẳng khiến cho họ rơi vào vô kiến, cũng khiến cho họ chẳng chấp trước cảnh giới của tất cả thánh nhân như vậy. Vì sao? Vì ta làm cho chúng sinh đi khỏi chỗ kinh sợ, cho các chúng sinh từ đời vô thủy đến nay chấp trước thể tướng các pháp thật có. Vậy nên ta nói thánh nhân biết thể tướng của pháp thật có, là nói các pháp tịch tỉnh vô tướng. Này Đại Tuệ, ta chẳng nói rằng pháp thể là có hay không. Ta nói thượng thân chứng pháp như thật, do nghe pháp của ta mà tu hành các pháp tịch tỉnh vô tướng. Ta thấy cảnh giới chân như vô tướng, thể nhập tự tâm thấy pháp sẽ liệt sự thấy có không của pháp bên ngoài, được ba cửa giải thoát, được ba đạt được rồi, dùng ấn như thật kheo ấn chứng vào các pháp trí tuệ tự thân rồi chứng quan sát được khỏi sự thấy có không. Lại nữa, này Đại Tuệ Bồ Tát, chẳng nên kiến lập các pháp chẳng sinh. Vì sao? Vì do kiến lập pháp thì đồng với các pháp có, nếu chẳng vậy thì đồng với các pháp không. Lại nữa, này Đại Tuệ, do kiến lập các pháp có nên nói tất cả pháp giống như giống với pháp kiến lập. Vì sao? Vì do sự kiến lập đó chẳng đồng với tất cả pháp chẳng sinh, vậy nên nói tất kiến lập tất cả pháp là lời nói từ pháp. Vì sao? Vì do trong kiến lập không có sự kinh luận đó, nếu chẳng vậy thì kinh luận đó cũng chẳng sinh, chỉ đồng với tướng không sai biệt của các pháp. Vậy nên kiến lập các pháp chẳng sinh gọi là tự pháp, do kiến lập ba pháp năm pháp đó hòa hợp mà có, nên liệt khỏi kiến lập thì có không chẳng sinh ra. Này Đại Tuệ, kiến lập đó hội nhập trong các pháp chẳng thấy pháp có không. Này Đại Tuệ, do kiến lập đó thì chẳng thì các pháp chẳng sinh, mà nói lời này tất cả pháp chẳng sinh
Này đại tuệ, nói như vậy thì kiến lập tức là phá. Vì sao? Vì liền khỏi kiến lập thì tướng có, không chẳng thể được. Này đại tuệ, vậy nên cho nên kiến lập các pháp chẳng sinh. Là đại tuệ, kiến lập đó đồng với tất cả pháp thể chẳng sinh kia. Vậy nên chẳng nên kiến lập các pháp chẳng sinh do có nhiều lỗi vậy. Này đại tuệ, là có chẳng nên kiến lập các pháp chẳng sinh. Vì sao? Vì do ba pháp, năm pháp nhân của chúng chẳng đồng. Này đại tuệ, lại có chẳng nên kiến lập các pháp chẳng sinh. Vì sao? Do ba pháp, năm pháp đó tạo tác hữu vi vô thường. Vậy nên chẳng nên kiến lập tất cả các pháp chẳng sinh. Này đại tuệ, như vậy chẳng nên kiến lập tất cả pháp trống không, thể tướng của tất cả các pháp không thật. Này đại tuệ, mà các bồ tát và chúng sinh nói tất cả các pháp như huyễn, như mộng, do tướng thấy chẳng thấy, do tướng các pháp mê hoặc trí thấy. Vậy nên nên nói như huyễn, như mộng, để ngăn trừ tất cả phàm phu ngu si để khỏi sự kinh sợ. Này đại tuệ, do các phàm phu đã vào trong tà kiến có không, do phàm phu nghe như huyễn, như mộng mà sinh ra kinh sợ. Các phàm phu nghe sinh ra kinh sợ rồi sẽ lìa đại thừa. Bây giờ Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ: không tự thể, không thức, không alaya thức, ngu si vọng phân biệt, tà kiến như thay chết, tất cả pháp chẳng sinh, thấy khác nói chẳng thành, các pháp đều chẳng sinh, nhân duyên chẳng thể thành, tất cả pháp chẳng sinh, chưa kiến lập pháp vậy, đồng bất đồng chẳng thành, vậy nên kiến lập hoài, ví như mắt có màn, hư vọng thấy vần sáng, phân biệt ở có không, phàm phu thấy hư vọng, ba cõi chỉ giả danh, không có pháp thể thật, chấp giả danh là thật, phàm phu khỏi phân biệt, sự tướng và giả danh tâm ý đã chấp giữ, Phật tử nên xa lìa trụ cảnh giới tịch tỉnh, không đức chấp tướng nước, các thú tâm vọng si, phàm phu thấy pháp vậy, thánh nhân thì chẳng vậy, thánh nhân thấy thanh tịnh, ba thoát tam muội sinh, xin là khỏi sinh diệt, được vô chướng tịch tỉnh, tu hành chẳng vướng mắc, cũng lại chẳng thấy không, pháp có không bình đẳng, vậy nên quả thánh sinh. Sao gọi pháp có không? Làm sao thành bình đẳng? Chẳng thể thấy do tâm pháp trong ngoài vô thường. Nếu diệt trừ pháp đó, thế tâm được bình đẳng. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ bạch: bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, trí tuệ quan sát chẳng thể thấy cảnh giới các pháp trước, biết được cảnh giới bấy giờ chỉ là nội tâm, tâm ý ý thức hiểu biết như thật, không có pháp sở thủ, cũng không có pháp năng thủ, vậy nên trí cũng chẳng thể phân biệt mà nắm bắt được. Bạch Thế Tôn đã nói rằng trí tuệ chẳng thể nắm bắt nắm giữ, thì vì thế tự tướng đồng tướng của các pháp khác với pháp tướng khác, đủ loại pháp thể khác nhau chẳng đồng, nên trí chẳng thể biết. Vì thấy đủ loại thể tướng của các pháp chẳng thể khác, nên trí chẳng thể biết. Vì chính sự chướng ngại của núi non, vách đá, tường vách, rừng rậm, cây cối, đất nước, lửa gió, nên trí chẳng thể biết. Vì chính là chỗ rất xa rất gần, nên trí chẳng thể biết. Vì chính là già trẻ, vì chính là mù tối, các căn chẳng đủ, nên trí chẳng thể biết. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều khác, pháp tướng đều khác với pháp thể tự tướng đồng tướng, đủ loại chẳng đồng mà trí chẳng thể biết, thì Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì đó chẳng phải là trí. Vì sao? Vì chẳng thể biết cảnh giới thật trước. Bạch Thế Tôn, nếu đủ loại thể tướng tự tướng đồng của tất cả pháp chẳng thấy khác nhau mà trí chẳng thể biết, nếu vậy trí kia chẳng được nói rằng trí. Vì sao? Vì thật có cảnh giới chẳng thể biết, Bạch Thế Tôn, có cảnh giới trước có thể thấy như thật, đó gọi đó là trí. Nếu vì núi non, vách đá, tường ngăn, rừng cây, cây cỏ, đất nước, lửa gió, đất xa, đất gần, già trẻ, mù tối, các căn chẳng đủ mà chẳng thể thấy biết, thì trí đó không là trí, vì cảnh giới có thật mà chẳng biết. Đức Phật nói là đại tuệ, như là ông nói về vô trí thì nghĩa này chẳng vậy. Vì sao? Vì có thật trí. Này đại tuệ, ta chẳng đưa vào lời nói như vậy của ông, cảnh giới là không có, chỉ là tự tâm thấy. Ta nói rằng chẳng hiểu, chỉ là tự tâm thấy các vật bên ngoài rồi cho là có không. Vậy nên trí tuệ chẳng thấy cảnh giới, trí chẳng thấy thì chẳng vận hành ở tâm. Vậy nên ta nói và ba cửa giải thoát trí cũng chẳng thấy. Nhưng các phàm phu từ đời vô thủy đến nay, hư vọng phân biệt nương theo hí luận huân tập, cho chứa trong tâm để phân biệt như vậy, thấy hình tướng cảnh giới bên ngoài có không, thì làm cho họ lìa khỏi tâm hư vọng. Như vậy nên ta nói tất cả pháp chỉ là tự tâm thấy,
chấp trước ngã và ngã sở nên chẳng thể hiểu biết, chỉ là tự tâm. Hư vọng phân biệt chính là trí, chính là cảnh giới. Và phân biệt chính là trí, chính là cảnh giới. Nên quan sát pháp bên ngoài chẳng thấy có không thì rơi vào đoạn kiến. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: có cảnh giới sẽ biết, trí chẳng thể thấy được, vô trí chẳng phải trí, hư vọng thấy cho rằng các pháp là vô lượng. Trí này chẳng thể chướng ngại xa và gần, trí vọng chẳng phải trí, già trẻ các căn tố, chẳng thể sinh trí tuệ mà thật có cảnh giới, trí đó chẳng thật trí. Lời nữa này đại tuệ và vô ngu si nữa vào phiền não hí luận, phiền não phân biệt của thân đời vô thủy, thân huyện hóa mà kiến lập pháp của mình. Rồi họ chấp trước tự tâm tới cảnh giới bên ngoài, chấp trước danh tự chương cố lời nói mà chẳng thể biết đến, biết kiến lập chánh pháp. Chân tu chánh hành đi vào bốn pháp phú thanh tịnh. Bồ Tát đại tự bạch: đúng vậy, bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng như lời của Thế Tôn. Thế Tôn việc con giảng nói kiến lập pháp tướng, con và tất cả các Bồ Tát vào đời vị lai biết rõ tướng kiến lập nó pháp, chẳng mê theo tài kiến của đại pháp, chẳng chánh kiến của thanh văn biết chư Phật. Thế Phật bảo Bồ Tát đại tuệ: hay thay là đại tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông nói. Bồ Tát đại tuệ bạch: hay thay bạch Thế Tôn, con sẽ lắng nghe và tin nhận. Thế Phật nói: là đại tuệ, có hai loại pháp mà các đức Như Lai ứng chỉ biến tri đời quá khứ vị lai và hiện tại đã giải nói. Những gì là hai? Một, kiến lập nói pháp tướng. Hai, kiến lập như thật pháp tướng. Này đại tuệ, kiến lập nói pháp tướng là gì? Nghĩa là đủ các công đức Tunala Upa Đề Xá kinh luật tùy theo lòng tin của chúng sinh mà vì họ nói pháp. Này đại tuệ, đó là kiến lập tiết pháp tướng. Này đại tuệ, kiến lập như thật pháp tướng là gì? Nghĩa là đương vào những pháp nào mà tu chánh hạnh sẽ lệ từ tâm hư vọng có việc các pháp tướng, chẳng rơi vào trong nhóm bìa đảng một khác đồng chẳng đồng, liệt khỏi tâm ý ý tức bên trong chứng cảnh giới hành hóa của thánh trí, liệt khỏi tướng chấp tương ứng của các tướng nhân duyên, liệt khỏi tà kiến của tất cả ngoại đạo, liệt khỏi các kiến chấp của tất cả thanh văn biết chi Phật, liệt khỏi kiến chấp của hai bìa đảng có không. Này đại tuệ, đó gọi là kiến lập như thật pháp tướng. Này đại tuệ, ông và các đại Bồ Tát cần phải tu học. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ta kiến lập hai pháp. Nói pháp, pháp như thật, nương danh tự nói pháp, vì người thật tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 5. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên 14 âm năng chư quốc của ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thuyết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A